mình muốn cho mọi người thương mến mình mình phải có sự tử tế lòng tử tế đây tức là nó đề cập đến nó, theo vi diệu pháp thì nó là hàm lâm sở hữu tình hảo tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xã tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thường thân thường tâm chánh thân chánh tâm Chính người, chánh ngữ chánh nghị chánh mạng bi tỳ hỷ trí tuệ như vậy sự tử tế ở đây tức là 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 tránh ngữ chứ nghiệp trên mạng sự tử tế ở đây tức là là gì là bi tỳ hỷ mình thương xót chúng sinh mình quan hỷ với mọi người thì đó là sự tử tế mình có niềm tin đối với tam bảo cũng là sự tử tế tín niệm tàm quý mình hổ thẹn tội lỗi ghê sợ tội lỗi cũng là sự tử tế vô tham vô sân là sự tử tế. Đối với mọi người mình không có sân, sân si. Không có sân hận. Mình mát mẻ với mọi người. Mình thương tưởng mọi người. Thì đó là sự tử tế. Đó. Nên cái sự tử tế này nếu nói theo phân tích theo dự pháp. Thì nói là 25 số tịnh hảo. 13 số tội tha. Vì học dự pháp thì nghe tôi nói cái đó thì hiểu. Cho nên người tử tế tức là là gì là cái người mà có cái sự tử tế à thì phải giữ chặt ở trong tâm Hold on it Hold on tu à, Hold on tu tức là giữ chặt ít là nó hãy giữ chặt nó nghĩa là cho nó tồn tại mãi mãi chứ đừng có cho nó mất à. ý nghĩa thì cái tâm tử tế của mình nó phải có à vì chính cái tâm tử tế của mình đó, thưa quý vị nó tạo nên con người chúng ta nhưng qua mình học rồi mình tôi mình, mình nhắc lại đó chính cái sự tử tế này nó tạo nên con người chúng ta à, cho nên là, là, là à, kindness kindness is a choice tử tế là một sự lựa chọn sự tử tế là một sự lựa chọn đúng không? Kindness, kindness, sự tử tế là một sự lựa chọn. Whatever you, whatever choice, bất cứ sự lựa chọn nào, you make bạn thực hiện, bạn có, bạn có, bạn thực hiện. It met you, nó tạo nên con người của bạn. Trên sự tử tế là tạo nên con người của, của chúng ta. Chứ không phải là sự đầy nghiến Sự khó chịu Sự sân si Sự phiền não Thì nó cũng tạo nên con người chúng ta à, Cho nên là người ta không cần mình ta không cần mình Bởi vì Bởi vì nó tạo nên con người chúng ta là Con người bất thiện Còn sự tư tế là con người thiện Con người thiện Nên thưa quý vị Bài học này nó dài chút xíu Nhưng mà nó hay lắm Hãy giữ Giữ chặt nó rồi cái bài này nó nhấn mạnh thêm con Hold on tu Hãy giữ chặt ít nó Hãy giữ chặt nó Hãy giữ chặt cái sự tử tế đó Cho nên, cho nên mình tu là mình, mình mình tu mình hiểu được là Mình mình thay đổi Mình thay đổi là trước đây mình, mình không tử tế Với mọi người Nhưng mà có hoặc là mình tử tế với người này Mà không tử tế người khác Thì bây giờ Bài học này dạy chúng ta phải tử tế à, phải tử, là Chúng ta phải, phải có cái lòng tử tế với mọi người còn trước đây có khi mình tử tế với người này Nhưng mà không tử tế với người khác Thì cái đó cũng không gọi là sự tử tế Một cách nghĩa là trọn vẹn Cho nên là phải có cái sự tử tế với tất cả mọi người Dù người đó là người chưa thốt Mình cũng phải tử tế quý vị Như là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mô Ni Ngài tử tế cho mấy con cọp cho nó ăn Rồi người em đi sau đó cũng tử tế cho nó ăn luôn ông anh là đức phật thích ca mâu ni sau này và ông em là đức phật di lặc thì đó là sự tự thế nhưng mà con cọp nó đâu có xứng đáng gì đâu để mình tự thế cái gì con có con mèo mà có gì đâu mình tự thế vì thấy mình ăn cái gì đó mình thấy nó nó cũng cần ăn nhưng mà nó cũng không có điều kiện để nó đi làm ra thức thức thực phẩm nó ăn đúng không mình còn đi bác được chứ con chó con mèo làm sao đi bác <laughs> nó nó cần thức ăn cho mình phải tử tế với nó Mình ăn dư ra mình cho nó Mình nghĩ là mình bố thí Mình làm phước cho nó Cho nó là sự tử tế Và cái con vật mà cái gì biết Mình tử tế với nó nó cũng biết đó, Nó cũng hiểu đó Mà nó là ai Nó là bà con quyến thuộc của mình tái sanh chứ ai <laughs> Nó là bạn đồng tu mình trước đây Mình đây nó, nó tu không, không tốt cho nên Nó sẽ làm chó mèo vậy thôi Chứ có ai xa lạ gì đâu Và có khi có có khi nó trước đây nó, nó cũng giúp đỡ mình nữa đó nó cũng có cái sự giúp đỡ mình cho phải không, không đâu nó cũng từng để bác cho mình nữa đúng không à, nhưng bây giờ nó, 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 nó là, là, là à, trong giờ phút lâm chung thì nó tạo cái nghiệp bất thiện nào đó cận thương nghiệp của nó là đen cho nó phải tỏa cũng giống như ông bán hộ mà tới giờ chót mà ông này ông nhớ còn nhớ cái, 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 cái tài sản thì ông mới sanh làm, làm chó trong nhà để ông giữ ông vâng, hoặc là cái gì ông chồng nó ông có vị y rồi đó ông tam bảo rồi ông có niềm tin á nhưng mà giờ, giờ phúc lâm chung ông chết ông nhớ bà vợ ông sẽ là một con sâu trong mũi bà vợ nên có ai đâu cái, tức là những người mà 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 ở xung quanh chúng ta những chúng sanh xung quanh chúng ta cũng là những người thân chúng ta con mũi con ruồi này nó cũng là người thân chúng ta đó à con mũi nó nó là con ruồi nó là người thân của mình cho nên nó nó cắn mình chứ nó quen với mình mà nó mới cắn mình cho nên phải tử tế với nó mình không được đập, đập nó vậy thôi nếu mình không chịu được thì thôi chọn đi còn nếu mình bố thí ba làm mật thì à, cắn đi hút máu đi hút máu đi đúng không đó bây giờ nó không nó hút máu mình mình khó chịu mai mốt mình chết mình nằm ở trong hòm nằm xuống nghĩa địa, địa nằm xuống địa đất á dòi bọ nó hút máu mình mình đâu có phản ứng gì đâu Vì thế suy nghĩ đi Bây giờ mà ai đụng tới Móng tay móng chân mình là có nhiều có chuyện lớn à Nhưng mà lúc mà mình chết Mình nằm suy nghĩa địa Rồi con giỏi đục vô ốc đầu mình Nó hút máu mình rồi Nó ăn mình rồi Mình thấy mình cũng làm thinh rồi. À. Mình, Lúc đó mình tử tế quá đi Lúc đó mình quá tử tế Đúng không? Đúng Còn bây giờ mình không tử tế Đúng vậy đó Bây suy nghĩ coi Mình sai sai gì đó Mình có gì để sai sai đó Cho mình phải tập cái, sự tử tế gì Hòn on tu là là ôm giữ lấy ít là sự tử tế là nó hòn on tu ít hãy giữ lấy nó biết <laughs> everything you have bằng tất cả những gì bạn có hãy giữ lấy nó bằng tất cả những gì bạn có, không? Yeah. hãy giữ lấy nó bằng tất cả những gì bạn có, hold on to it, hold on to it, with everything, everything you have, hãy giữ nó bằng tất hãy giữ chặt nó bằng tất cả những gì bạn có, hãy giữ nó bằng tất cả những gì bạn có, hãy giữ lấy nó bằng tất cả những gì bạn có. When people appreciate 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 it, uh, khi, when là khi, people là mọi người appreciate uh, khi mọi người trân trọng khi mọi người trân trọng nó khi mọi người trân trọng nó tức là trân trọng cái sự tử tế nó Trân trọng sự tử tế thì hôn on to it hãy giữ lấy nó khi mọi người trân trọng cái sự tử tế à trân trọng nó tức là trân trọng cái sự tử tế à đó hãy giữ lấy nó hay à, tức là mọi người trân trọng cái sự tử tế chứ không phải trân trọng mình đâu mình có gì mà họ trân trọng vì mình có sự tử tế cho nên là người ta trân trọng mình Uh, uh, it made you nó tạo nên bạn cái sự tử tế kindness kindness made you cái sự tử tế tạo nên nên nên, nên chúng ta và mọi người á là người ta trân trọng à, người ta trân trọng cái sự tử tế cho nên mình phải dựa lấy nó nhớ đừng quên cái gì bài học này hay đó mà phân tích theo giải pháp thì nó còn hay hơn nữa tức là người ta không phải trân trọng mình đâu cũng phải là là yêu thương mình đâu cũng phải là là, là tốt lại với mình đâu mà tại vì mình có sự tử tế vì mình có cái sự tử tế cho nên người ta mới trân trọng mình vậy thôi cho nên mình cần cái sự tử tế gì mình cần cái sự trân trọng đó. Hold on to it Là hãy giữ lấy nó When people Love you For it Khi mọi người yêu bạn Vì cái sự tử tế đó For là vì Vì nó, vì nó tức là vì sự tử tế Khi mọi người yêu bạn Vì sự tử tế Vì nó, hold on to it Hãy giữ lấy nó Hãy giữ lấy nó hay Hãy giữ lấy nó Khi mọi người yêu bạn Vì sự tử tế Người ta yêu mình vì sự tử tế Chứ không phải người ta yêu mình vì mình đâu Mình hiểu vậy tự nhiên mình thấy mình Cái sự tử tế này nó Nó tạo nên con người chúng ta It met you Nó tạo nên con người của bạn Cái sự tử tế Kindness Make you Cái lòng tử tế nó tạo nên con người của bạn Đó cho nên thưa quý vị là cái sự tử tế ở đây tức là nói về những cái tâm thiện, tâm tịnh hảo, những sổ tịnh hảo và tám tâm thì dục giới tịnh hảo. Đó là sự tử tế. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ tâm thiện thọ xã hợp trí vô trợ tâm thiện thọ xã hợp trí hữu trợ tâm thiện thọ xã ly trí vô trợ tâm thiện thọ xã ly trí hữu trợ khi những tâm thiện này khởi lên thì có những sở hữu tâm hay nói cách khác là tâm sở hay trạng thái tâm lý cùng khởi lên với tâm thiện này đó là 13 số tự tha và 25 sổ tịnh hảo đó là sự tự tế đó nói là kusala tất cả pháp thiện cho nên cái sự bố thí của mình là sự tử tế Khi mình bố thí thì mình mới có tâm thiện cái gì Khi bố thí là mình mới có tâm thiện à? Vì mình bố thí cho nên và người ta cần cái sự bố thí của mình Và cái và, và, cái người muốn bố thí là phải có sự tử tế Cho nên chính cái sự tử tế à, Cái sự bố thí này nó tạo nên cái sự tử tế và mọi người tôn trọng chúng ta quý mến yêu yêu mến chúng ta đó nên khi mọi người yêu yêu chúng ta vì sự tử tế vì nó tức là vì sự tử tế thì hãy giữ lấy nó hãy giữ lấy nó giữ chặt lấy nó đó Để Tại sao gọi là bố thí là sự tử tế, trì giới là sự tử tế. Khi mình trì giới là mình không có xâm phạm đến. Ví dụ như mình giữ giới không ăn trộm ăn cắp mình nói mình tu mình phải giữ giới này chứ mình ở chung với xung quanh mình là có những cốc liêu mình để đồ đạc mình không dám ăn trộm ăn cắp mình giữ giới là sự tự tệ cho người ta để đồ người ta yên tâm ta biết cái người này tử tế tức là cái người này là có giữ giới đúng không rồi rồi tham thiền là sự tử tế khi mình thực hành tu thiền chánh niệm thì mình có sự tử tế bởi vì không tin bởi vì cứ ngồi thiền đi rồi nhờ ai đó lấy cái máy điện thoại chụp hình đi rồi đăng lên facebook hoặc là gửi về nhà đi ở nhà ta thấy mình sao tự nhiên người này tốt quá người này là tu hành quá tự tử tế tham thiền là sự tử tế và khi tham thiền cái tâm mình nó có cái chánh niệm có trí tuệ có từ bi hỷ xã cho nên người ta quan nghĩ với cái sự tham thiền của mình thì lúc đó là mình có sự tử tế rồi rồi cung kính là sự tử tế Mình gặp ai mình chào họ Thì lúc đó là sự tử tế rồi Đúng không thì suy nghĩ đi Lúc đó mình gặp ai mình cũng chào họ hết Là mình, người ta thấy mình, ta, mình có cảm tình liền Ta trân trọng mình liền Ta, ta, ta thích mình liền, ta thương mình liền Tại vì mình có sự tử tế đó, gặp, gặp người ta mình chào người ta Thì là mình có sự tử tế rồi Mình gặp người ta mình chào người ta Thì mình có phước Người ta gặp mình ta chào mình Thì người ta có phước Người ta chưa kịp chào mình Mình nói đồ mất dạy Là mình có tội Vậy thôi Rất đơn giản Cho nên cái sự tử tế này là gì Nó là sự cung kính à, Mà khi cung kính Thì có tâm thiện với tình hảo Mà có tâm thiện với tình hảo Là tử tế Mà muốn có tâm thiện dục Với tình hảo Thì phải có sự cung kính Rất đơn giản như vậy Thì phải có sự cung kính cho nên cái sự cung kính tức là sự chào hỏi thôi còn gặp nhau thì hãy cứ chào giữa miền đất rộng với trời cao vui câu nhân nghĩa tròn sao trước lấy chữ chân tình gửi tặng nhau còn gặp nhau thì hãy cứ chào mình chào tức là sự cốt sự cung kính người khác tôn trọng người khác thì đó là sự tử tế Cho nên mình gặp ai mà họ chào mình Mình thích dữ lắm Mình quan nghĩ dữ lắm Thì phải đáng giữ chặt cái cái cái, cái cái, cái, cái Gọi là cái sự tư tế này Nhớ lúa chín phải cúi đầu Mà có dạy ngẩng cao đầu Gặp ai cũng chào 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 Nên có cảm tình với mình Mà mốt mình kẹt tiền mình mượn Tao mới cho mượn Đúng không? Chứ còn gặp cái mặt mình Nghinh nghinh ngáo ngáo Trời ơi Người ta, mà, người ta nghĩ mình là đồ mất dạy lắm, cho nên mình hỏi mượn tiền không cho mượn đâu, cái gì đó, mà bây giờ phải tin được cái nhân quả chứ, cung kính là một tâm thiện, dục giới định hảo, mà tâm thiện phải có có tâm quả, đúng không? Tâm thiện phải cho tâm quả, cho nên quý vị phải học gì pháp là vậy đó, khi nghe giảng tự nhiên mình hiểu liền, mà nên là quy luật chứ không phải là là ai muốn mà, mà mà, được đó. như vậy thưa quý vị cung kính là sự tử tế rồi phục vụ là sự tử tế phục vụ đó chứ là như mấy vị đi quét quét rác mỗi sáng họ tử tế họ mới quét chứ họ làm biến họ không quét thì cũng cũng như không chúng tôi cũng đâu có nói được họ tự phát tâm mà đi quét buổi sáng như vậy đó là họ có sự tử tế Tự những cái chùa nó sạch đẹp mình thấy một cái lòng mình nó vui thì họ 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 đối xử rất là tử tế sáng nào cái nhóm quét cũng sáu bảy người cái chục người họ đi quét ở bên ở đây rồi ở bên kia rồi chỗ này chỗ kia hoặc là ở dưới đường thiền thấy có nhiều người họ cũng lớn tuổi rồi họ cũng cầm chỗ họ quét đó là sự tử tế đúng không Cho nên phục vụ cái đó gọi là phục vụ là sự tử tế À, buổi sáng trên chánh điện cũng có những vị cầm chỗ họ quét rồi dưới sân này cũng vậy phía trước cổng chùa cũng vậy chỗ này chỗ kia cũng vậy là sự tứ tế phục vụ là sự tứ tế và và lúc đó tâm thiện dục với tình hảo tâm thiện với tình hảo là sự tứ tế nó ngang qua cái việc phục vụ và phục vụ này nó ngang qua cái việc là quét sân vậy rồi đó hoặc là mình giúp chân đỡ người này giúp đỡ người kia khi ốm đau bệnh quản, đó là sự tử tế. Rồi quý vị đi nghe pháp cũng là sự tử tế. Quý vị đến đây đến đây tu học mà cho nên phải đi nghe Phật pháp chứ. Đó là một cái sự ứng xử tử tế. Rồi chúng tôi đi thuyết pháp cho quý vị nghe cũng là sự tử tế. Đó là tâm thiện với tình hảo. Còn nếu quý vị nói à, mệt quá, nhức đầu quá mà sức khỏe không có lớn tuổi rồi không đi học nổi thì cũng được lý do nó cũng được nhưng mà cái sự tư tế nó không có hay là cái, cái nói cách khác là cái tâm thiện à, về nghe pháp nó không có Và tâm thiện và thuyết pháp không có cho nên cho nên là à, khi hữu sự thì mình không có cái cái quả của sự tư tế sự tư tế là cái nhân mà cái quả của sự tư tế tức là mình sẽ gặp được nhiều may mắn chẳng hạn à, những gì đi học đi, đi nghe thuyết pháp đi hành thiền tự nhiên khi có chuyện gì đó bệnh hoạn ốm đau tôi biết à cái người này tinh tấn dữ lắm cái người này siêng năng dữ lắm cho nên là à, sẽ có cái sự giúp đỡ à, sẽ có cái sự trợ duyên cho nên là cái sự tử tế của mình nó không có thừa cái gì nó không có thừa và nó không có vô bổ mà sự tử tế ngang qua cái việc đi nghe thuyết pháp Hoặc là đi thuyết pháp À đó Rồi, rồi mình hồi hướng Hồi hướng phước và phước lành đến cho Những người còn hiện tại và những người quá giảng Thân bằng quyến thuộc và các thiết chủ Thì đó cũng là sự tử tế Mình tử tế thì mình mới hồi hướng cho họ chứ Và chúng sanh đang chờ cái sự hồi hướng của mình cũng giống như mẹ mốt mình chết đi Mình cũng chờ đó vậy Chờ mọi người trong lớp học này hồi hướng cho mình đó đúng không nhưng mà nếu những người trong lớp học này mà có người chết rồi đang cần cái phước báo mà không ai hồi hướng cho mình hết đúng không thì cái sự hồi hướng của mình là sự tử tế cho người cho người sống và cũng cho người chết rồi khi mình thấy ai đó thành công cái điều gì đó mình cũng chúc mừng họ congratulations xin chúc mừng thì nó cũng là sự tử tế Còn không mình ganh tị nó là cái người đó Vậy mà được cái này kia thấy không công bằng gì hết Không có không có phước báo gì hết Tức là không có tùy hỷ phước Cái phước báo của họ mình không có quan nghĩ theo Mình ganh tị, mình khó chịu, bực bội Thì lúc đó mình đâu có sự tử tế Còn khi mà mình quan nghĩ, mình chúc mừng họ Tức là mình có sự tử tế và khi cái tâm mình nó có gì đó, nó không đúng nó sai thì mình phải điều chỉnh lại thì có là sự tử tế đó Nên thưa quý vị 10 cái việc lành này Thì nó được Thực hiện á Thì nó sẽ sanh lên được Những tâm thiện dụng với tình hảo Và những tâm thiện với tình hảo này Nó cộng với những cái tâm Sở hoặc là những cái sở hữu tâm Hay những cái tâm lý tốt đẹp à, Sanh lên cùng với nó Thì lúc đó bây giờ chúng ta có Cái sự tự tế trong tâm đó, Ý nghĩa là vậy và mọi người ta cần chúng ta à, Nếu chúng ta có sự tử tế Nó cần Cũng giống như những người thí chủ Họ đến đây họ làm phước. họ cúng dường Thì họ có tử tế họ mới đi bố thí cúng dường chứ Họ mới xây chùa tô tượng đúc chung cho mình Họ mới xây nhà bếp, nhà ăn Rồi họ xây thiền đường Xây chính điện cho mình chứ mình Họ có họ có lòng tử tế Cho nên mình cần họ Mình cần họ là tại vì họ có sự tử tế hay nói cái khác là họ có cái sự bố thí làm phước hay cúng dường à, mình căn họ à, vì mình thương họ mình quan nghĩ với họ vì họ có sự tử tế họ bỏ ra một số tiền lớn số tiền nhỏ để mà họ giúp đỡ cho mình để mình có cái lớp học này ngồi để học có tiền để trả tiền điện máy lạnh đèn ánh sáng hoặc là có cơm để ăn thì họ quá tử tế đúng không cho nên mình cần họ Vì mình cần cái sự tử tế của họ Và Ngược lại cũng vậy Nếu mình muốn cho người khác Người ta cần mình Ta thương mình Ta trân trọng mình Thì mình phải có sự tử tế Đó. Ý nghĩa của bài học này rất lớn quý vị When people don't see it Hold on it Hard Hard tức là một cách nghĩa là uh, mạnh mẽ hơn khi mọi người không nhìn thấy cái sự tử tế hãy giữ lấy nó thật chặt hãy giữ lấy sự tử tế thật chặt khi mình làm cái việc gì đó mà mọi người không thấy mọi người không thấy à, thì à, mình cũng phải giữ cái, cái lòng tử tế đó thật chặt chứ đừng nghĩ là mọi người không thấy thôi mình buông mình chỉ làm cho mọi người thấy thôi cái đó cũng xài không đúng hồi nãy có một vị tu nữ lên cúng 5 triệu đồng để hùng phước cho cái uh, núi uh, khổ hạnh núi đầu đà khổ hạnh lâm uh, tượng uh, uh, bồ tát khổ hạnh cộng với một số 10 tượng chư thiên nữa cộng thêm mười mấy gần hai chục cái chỗ ngồi thiền mà chúng tôi đang thực hiện ở trên núi đầu đà đó Rồi thì có những người họ biết họ quan nghĩ họ hùng phước nhưng mà cái gì tôi nói nó không không cần sư phải nói tên con ra. Con người làm phước ba la mật. Đó. Thì mình thấy người này có tử tế. Mà tử tế ba la mật đó chứ. Chứ mới tử tế bình thường. Thì mình càng trân tôn trọng mình càng quan hỷ và cần những người như vậy. Đôi khi mình mình khởi sự mình làm một cái công việc nào đó mà bây giờ mình không có điều kiện thì sao làm? Mà chờ biết khi nào mới có cho nên cho nên là một à, cây làm chẳng nên non ba cây dụm lại nên hòn núi cao ý tưởng là chúng tôi đưa ra và sự đóng góp thì cũng phần nào đó còn mọi người tăng ni phật tử hiểu được chuyện hiểu được ý nghĩa của nó thì à, à, góp gió thành bão đúng không rồi thành tụ được một cái cái khu vực gọi là à, khổ hạnh long núi đầu đà nơi Đức Phật khổ hạnh tượng Đức Phật khổ hạnh cũng là một cái di tích ở trong thiền viện và cũng có cũng là một cái nơi để mình có thể đến đó để mình tu tập để mình rũ bỏ hồng trần rũ bỏ những ràng buộc nó cũng đó thì những người đóng góp vào thì đó là sự tử tế à. đó. và thậm chí họ họ đóng góp vào một cách ba la mật là không cần tên tuổi không cần ai biết gì hết thì mình càng giữ chặt hơn nữa cái cái tâm đó cái tâm mà mà tử tế một cách ba làm mật đó thì mình càng giữ chặt hơn nữa à, ý nghĩa là vậy đó when people uh, take advantage advantage of it uh, khi mọi người uh, when people khi mọi người take advantage of it lợi dụng cái sự tử tế à, Lợi dụng nó Khi mọi người à, Mà lợi dụng nó Khi người ta lợi dụng nó Khi người ta lợi dụng nó Thì càng phải giữ chặt hơn Giữ chặt hơn đấy là gì người ta, người, Khi người ta Lợi dụng cái sự tế của tử tế của mình Thì mình càng tiếp tục giữ Cái sự tử tế này à, Chứ không phải mình buông Cái sự tử tế này Cái câu này cao cấp á cao cấp cái gì Tức là khi mọi người Khi người ta lợi dụng cái sự tử tế của mình Thì mình vẫn tiếp tục giữ cái sự tư tế này Chứ phải phá bỏ sự tư tế Ví dụ như ở đây nè, ở chùa này nè Có những người đến đây là tu Nhưng mà cũng có những người rất là tốt Không có thể bàn ta cãi nhiều Nhưng có, cũng có những người đến đây lợi dụng mình à, lợi dụng cái sự tư tế của mình Lợi dụng cái cái mở cửa của mình Cái open the door của mình ở bên the mind của mình tức là mở cái tấm lòng mình ra mở cái cửa này ra thì thưa quý vị thì đó thì cũng là mình cũng phải tiếp tục giữ cái sự tư tế này cái câu này muốn nói vậy đó chứ không thấy mình thấy người ta lợi dụng mình thôi bỏ không dẹp nữa không có âu bình từ đò nữa không có mở cửa nữa không có tiếp độ nữa vì một hai người họ lợi dụng người năm bảy người lợi dụng mình mà mình 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 làm mất cơ hội cho những người khác nên có nhiều người họ không hiểu ông sư trụ trì tiền diệu sơn họ trách móc vậy lắm à, họ nói là ông sư này ông, ông mở cửa ra rồi ông, rồi ông dễ giải rồi ông để cho mọi người tới đây rồi họ lợi dụng cái chỗ này để họ làm những cái điều không tốt vân vân mà ông vẫn duy trì nhưng các cái, cái đợt mà xuất gia nhiều viên này cũng có những người mà họ thành tâm thật sự đến là tu siêu viên vì là vân vân nhưng mà cũng có những người họ cũng lợi dụng chúng tôi cũng biết chứ nhưng mà không phải gì cái sự lợi dụng đó mà mình bỏ đi cái sự tư tế này của mình sự tư tế về tiếp độ những cái người để cho họ xuất gia dương duyên à, ý nghĩa là vậy đó à cái câu này tôi hiểu vậy còn cái gì muốn hiểu sao hiểu đây nè khi mọi người à, khi người ta lợi dụng nó thì càng phải giữ chặt hơn giữ chặt hơn tức là giống như là À, xét nét hơn à, giữ kỹ hơn Không phải con này không phải vậy giữ chặt hơn cái sự tử tế à, chứ không phải là là giữ chặt cái người cái người lợi dụng mà giữ chặt cái sự tử tế tức là vẫn duy trì sự tử tế chứ không phải là là là, là, là. giữ chặt đây tức là kiểm soát cái người lợi dụng mình Không phải cái người lợi dụng mình thì họ có khả năng lợi dụng thì họ cứ lợi dụng. Và đương nhiên họ phải chấp nhận cái nhân quả của họ chứ. Còn cái sự tư tế của mình thì thưa quý vị, sự tư tế thì cái cái quả nó sẽ tốt chứ làm sao xấu được. Còn nếu như mà họ lợi dụng mình để mà họ làm những cái điều mà không tốt đẹp mà mình phải chịu quả thì mình cũng phải chấp nhận. Những câu này hay đó vậy tức là nếu như mọi người nếu như người ta lợi dụng nó tức là lợi dụng cái sự tử tế when people take advantage of it advantage of it tức là take advantage of it là lợi dụng à, nguyên câu này phải dịch để lợi dụng về cái sự tự tế à, of it ít là từ sự tử tế nếu mọi người lợi dụng cái sự tử tế thì Hold on to it even harder à đó thì càng phải giữ chặt hơn harder chặt hơn uh, harder là chặt hơn là hard tức là chặt harder là chặt hơn đó càng phải giữ chặt hơn thậm chí even even tức là thậm chí phải giữ chặt hơn nữa à, giữ chặt hơn tức là phải giữ cái lòng tử tế này cho nó không bị lung lay nó không bị nó không có, có, được lung lay ý nghĩa là vậy tức là không cho nó không được lung lay cái lòng tử tế này đó cho nên mình phải, mình phải duy trì cái sự tử tế cũng bởi vì gì mà không tin thì cứ đọc trên, trên 500 câu chuyện tiền thân đức phật Đức ca kiếp nào sanh lên ngài cũng có lòng tử tế hết nhiều cái những người đó họ muốn hại ngài Có khi ngài sanh làm thú vật Có khi ngài sanh làm người Có khi ngài sanh làm những cái Chúng sanh khác Nhưng có khi người ta lợi dụng ngài Có khi người ta hại ngài Mà ngài vẫn tử tế Bài pháp này để chúng tôi sẽ soạn kỹ lại Và chúng tôi trích ra một số Câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mô Ni Kinh Bốn Sanh Chataka Để thấy được Đức Phật tử tế Vô cùng tử tế à, Vô cùng tử tế nó họ hại họ hại ngài mà ngài vẫn tử tế Ngài biết là cái cái thợ săn đó Thợ săn đó là Là hại cái nguyên một cái đòn voi Một cái đàn voi à, Nhưng mà thợ săn này lợi dụng cái y cà sa Khoát lên mình Mà tiền thân Đức Phật Tức Ca là Do Chúa Thấy như vậy cũng không dám đụng tới Ngài vẫn tử tế thường À, đúng đó là ngài lấy cái giòi ngài quật cái là là chết liền nhưng mà không. Ngài vẫn tử tế. Ừ. Cho nên là là thưa quý vị, khi học đọc hết những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp hiện tại và những câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là còn khi còn là Bồ Tát mình mới hiểu được cái tinh thần từ bi hỷ xã À, của phật giáo và hiểu được cái sự tử tế của phật giáo à, chúng tôi cũng rất tiếc là chưa có, 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 có đi chi tiết vào những câu chuyện tiền thân để mà phân tích thêm à. đó Nên cái người ta là dụng mình mình cũng phải tự tế hơn nữa tự tế hơn nữa gì quá quá đặc biệt nữa, đại bồ tát này. không thế nào hơn thế rồi mình thấy ở à, cái người đó lợi dụng hay là người nó như thế này khác rồi mình cuối cùng mình quay lưng chứ chứ họ cũng không mình như vậy thì mình mất cái tử tế rồi cái lòng tử tế này nó phải được xuyên suốt và nó phải giống ánh sáng mặt ngọn đèn này nó không được tắt vào cái đối tượng trước mặt mình là nó như thành phần có người tốt có người chưa tốt có người lợi dụng nhưng cái lòng tử tế này phải được duy trì ý nghĩa là vậy đó À, cũng giống như ánh sáng này phải được duy trì trong lớp học này hai tiếng đồng hồ này ánh sáng này phải được duy trì à, âm ly này, miro này âm thanh này phải được duy trì à, thì cái lòng tự tế của người tu hành chúng ta phải được duy trì cái ý nghĩa là vậy your kindness your kindness your kindness is you lòng tự tế của bạn là bạn à sự tử tế của bạn chính là bạn sự tử tế của bạn chính là bạn và ở đây thưa quý vị nói theo phân tích theo ví dụ pháp thì không có tôi ta mà chỉ có sự tử tế hoặc sự không tử tế nó đang hoạt động mà thôi và sự tử tế này nó gắn liền với cái nghiệp nó gắn liền với cái nghiệp nghiệp đây là nghiệp trắng cho nên không có ta, không có tôi, không có bạn, không có anh Không có chị, không có cô, không có gì Không có sư, không có thầy Mà chỉ có sự tử tế Mà thôi Và không tử tế Nếu ăn học nhiều pháp thì hiểu ngay Không có ta tôi ở đây Không có sư thầy ở đây Không có sư cả ở đây nữa Mà chỉ có sự tử tế thôi cái sự tử tế nó có mặt hay không Nó tồn tại hay không Vậy thôi Vâng là không tử tế Đúng không? Cho nên uh, Gọi là Your kindness is you Sự tử tế của bạn chính là bạn đó Chính bạn là sự tử tế Tử tế là bạn Bạn là tử tế Mà phân tích theo vị pháp Thì không có bạn Không có tôi, không có ta Không có sự thầy, không có sự cả Mà chỉ có sự tử tế Đang hoạt động Và sự tử tế này Nó ăn với cái nghiệp Come together tức là nó nó cùng sanh chung với cái nghiệp Và cái nghiệp này là nghiệp trắng Nếu nghiệp mà đi chung với sự tử tế là nghiệp trắng Còn nghiệp mà đi với sự không tử tế là nghiệp đen Mà nghiệp đen thì kết quả đen Nghiệp trắng kết quả trắng Nghiệp có đen có trắng kết quả có trắng có đen Nghiệp không đen không trắng kết quả không trắng không đen Bài này Ngài Giác Chánh Ngài Giảng trong Pháp Âm tập 1 Không biết phát hành đủ hết chưa cô hết rồi hả Pháp âm một á hết rồi à, bài này trong bài trong cái bài này, nghiệp đen kết quả đen nghiệp trắng kết quả trắng này hồi xưa tôi học lòng luôn á thì quý gì phải phải đọc nhiều thêm vô đúng không hiện nay pháp âm một hai ba nó vẫn còn đây vì nhớ thỉnh về mà đọc mà học thôi uống đi à, kiếp mười móng manh như nhánh cây này trái mà lá rung cành trái xanh chín rụng rơi chứ không phải trái, trái, trái chín nó rụng mà trái xanh nó không rụng gió rung cành kiếp người mỏng manh nhánh cây đầy trái gió rung cành trái xanh chín rụng rơi chứ phải tranh thủ liền phải học phải đọc chứ tôi giới thiệu đó cái bài nghiệp đen kết quả đen nghiệp trắng kết quả trắng thì lo mà đi tìm bài đó mà đọc mà học mà không có đọc mà học thuộc lòng luôn mới thấm được chứ mà học pháp giống như nhai nhai gạo lứt muối mè vậy đó học pháp giống như vậy đó chứ không phải nào lướt 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 lướt, qua mà thấm được đâu à, mà trong lúc có gì học là hành rồi đó trong lúc có gì học cái bài đó học 100 lần mới thuộc thì lúc đó đang hành mà hành trí tuệ mà hành chánh niệm vân vân đó your kindness is you it's your superpower It your super power. It your super power. It your super power. Uh, su uh, super power. Su, super, super. Nhấn mạnh chữ su Super power. Tức là nó là gì? Nó là sức mạnh của bạn. À, nó là siêu năng lực của bạn. Super là siêu. Power là năng lực. Super power là siêu năng lực của bạn Sự tử tế là siêu năng lực của bạn Sự tế là Là bạn Nó là siêu năng lực của bạn It's your super power Nó là siêu năng lực của bạn It's your strength Nó là sức mạnh của bạn Nó là thế mạnh của bạn Dùng cái thế mạnh mới hay hơn Hơn sức mạnh Đúng là nó là sức mạnh strength là sức mạnh Nhưng nó là thế mạnh của bạn À, người ta nhìn mình nói ông này tự tế lắm ông này ông tốt lắm nó là sức mạnh của bạn nó là năng lực của bạn nó mất mọi người phải chú ý về bạn vì vì nó là năng lực nó là là siêu năng lực của bạn uh, it your super power uh, super power nó nó là năng lực của bạn siêu năng lực của bạn it's your strength nó là sức mạnh của bạn it's yours. Nó là của bạn à, Nó là của bạn It's yours Nó là của bạn ừ. Nó là của bạn Yours It's yours Nó là của bạn ừ. Đó Điều gì vậy? phải, phải sở hữu được cái sự tử tế Còn nếu mình sở hữu tiền nhiều mà không có tử tế là Người ta nhìn mình khác đi cái gì là Người keo kiệt Người bọn sản Gọi là selfish Người này keo kiệt cái lắm bõn sản dữ lắm Cá nhân gì lắm Đúng không? Có một đống tiền trong túi mà không có chia sẻ cho người khác. Nó nói người này selfish. Ít kỷ, ít kỷ dữ lắm. Cá nhân lắm. ít it's yours. Nói là của bạn. And you can. You can. You can. can you cannot. Gọi là you cannot. And you cannot. Hay là you can. À, viết tắt từ chữ cannot ý uh, can, and you can let anyone take that away from you. À, uh, và bạn không thể để bất cứ ai lấy đi nó khỏi bạn. À, uh, và yeah, and và yeah, you bạn cannot là không thể let để anyone bất cứ ai take lấy like, that nó no, away đi xa from you từ bạn hay là from là khỏi khỏi bạn đừng để lấy để để nó, lấy, đi. À, lấy đi lấy đi lấy đi nó khỏi bạn đừng để bất cứ ai lấy cái sự tử tế này khỏi bạn à, let anyone cannot let you bạn cannot let anyone đừng bạn không thể để, let là để, anyone, bất cứ ai, you cannot let anyone take that, cái điều tử tế đó, take that là take, away là đi xa, from, khỏi, du bạn. Tức là đừng có để nó, okay, bất cứ ai mà lấy cái, cái điều tử tế đó ra khỏi bạn, rời khỏi bạn. Đó à, Bà này hay hiểu gì Tức là xem như là không có để uh, Mất đi cái sự tư tế này Mặc dù có nhiều người lợi dụng chúng ta Mặc dù có những người không xứng đáng Để mình tử tế Nhưng mình đừng có mất đi sự tử tế Vì mình an toàn Còn nếu mình mình diện lý do này với người khác Tại người đó không đáng để mình tử tế Hay là người đó Nghĩa là lợi dụng tôi Thôi tôi không tử tế thì nó mình sai rồi cái gì cái gì sai chúng ta sai rồi mà muốn có cái sự tử tế này thì chỉ có thực hành chánh niệm thôi à. khi bây giờ có thực hành chánh niệm thì trí tuệ phát sanh mà khi có thực hành chánh niệm thì tự nhiên là cái lòng uh, bi mẫn nó phát sanh khi thực hành chánh niệm tự động tâm từ nó bắt sành mà tâm từ đây tức là thương tất cả mọi chúng sinh thấy người nào cũng dễ thương đó. khi mình thấy người nào cũng dễ thương thì tự nhiên mình tử tế thôi đúng không thấy người nào cũng dễ thương thì mình tử tế với họ cũng giống như những người mà họ lên youtube hay là lên... họ nói những điều mà nó, nó, nó không tốt đẹp gì mình. mình khi mình có chánh niệm mình có tâm từ có trách nhiệm có tâm từ mình thấy thương họ mình có trí tuệ mình hiểu rằng là tại vì những người này họ cần có tiền để họ nuôi vợ nuôi con họ để họ đóng tiền học cho con cái của họ để họ mua thức ăn họ ăn cho nên họ dựa vào một cái dài sơ sót của mình hoặc là những cái sơ sót của những người trong tổ chức thì họ khai thác để họ có tiền họ có tiền để mà họ, họ sống Chứ khi mình suy nghĩ vậy tự nhiên mình thấy mình thương họ, mình sẽ có thằng lòng, lòng tử tế với họ, chứ không phải mình lên mình nguyền rủa lại họ. đó, rồi khi mình mình nhìn cái cạnh khác tích cực khác nữa là gì? là nhờ vậy mà tự nhiên mình nổi tiếng, ai cũng biết tới mình và những người mà tử tế thì họ sẽ đã tìm đến mình. Nhưng sáng nay có hai vợ chồng của cái anh cái anh đến ở Mỹ á, anh cũng anh cũng nghe chuyện trên mạng này kia. Rồi anh tìm tới à, Anh tìm tới đây rồi anh nói Anh tới đây anh hỏi thầy coi cho nó rõ Tại sao như vậy Thì mình giải thích cho họ nghe à, Rồi họ cúng được 200 đô <laughs> vậy đó Đấy không Thế tự nhiên mà không có cái vụ đó Thì đâu có 200 đô Mà mình đang cần tiền để mình làm cái Phật khổ hạnh à, Bồ Tát khổ hạnh Ở núi Đầu Đà khổ hạnh lắm à, Quý vị Mỗi ngày nó đều thay đổi Ngày mai mở gì tiếp tục ra núi của anh Lâm tham quan à, Đúng không? Rồi tham quan xong rồi lòi tiền ra Thế <laughs> sao? Chứ mình sư cả làm sao nói vậy? Đủ thứ chuyện Rồi sẵn dịp đó vì xuống cái, cái khu vực cái dòng suối đó, Đã tạo được khoảng là bảy mươi mấy cái bồ đoàn đá rồi Bồ đoàn đá Ở trong cái khu rừng cây si với rừng cây xe cừ mà nó sát cái cái chỗ thiền đường mà sư phước mãn với sư hải hai cái thiền đường đó gần gần đó từ cái phật à, à, ngồi ăn bát ở phía cái hồ lớn sau lưng đó chạy dài tới gần à, khu vực cốc à, cô Qua đạo đó à, khu vực đó chúng tôi lên thiết kế là thiền đường lộ thiên và hiện nay thì cây cối nó mát mẻ dữ lắm rồi chúng tôi đang cho mua đá đó vậy đá để dựng từng gốc cây và trong đó có một tảng đá để để mà làm bộ đoạn ngồi mà riêng một tảng đá đem mà họ mài cho mình không á họ mài cho mình không á là 300 trăm một một cái bộ đoạn đó rồi thứ hai nữa là là mà một xe đá như vậy thì khoảng chừng là 11 triệu mà họ làm được là mấy một số gốc cây thì chúng tôi đã mua là tất cả là 8 xe rồi Mỗi xe là 11 triệu Mà 8 xe là bao nhiêu? 88 triệu Mà chưa nói là 70, à, 70 cái đạn đá Để mà họ bào mòn cái mặt bằng để mình ngồi được đó Là 300 nữa là 21 triệu nữa Là một trên 100 triệu rồi đó à, Mà đâu có tiền đâu Cũng là mẫu vậy thôi à. à Cho nó có để mà đưa vào sử dụng cái gì những cái đoàn họ đến họ tu một ngày hai ngày ba ngày họ có thể dùng cái đó được và các tăng ni ở đây mà đi phật tử đây muốn ngồi thiền buổi sáng rồi đó đi xuống đó ngồi à, ngồi ngay trong cái các khu vực tảng đá đó à, khu vực mát mẻ dữ lắm gần bờ hồ gần suối nữa thứ hai nữa là cái còn cái núi đầu đà cũng đặc biệt nữa sáng nay chúng tôi có qua bên đó thấy quá đặc biệt đi và chúng tôi đang nói với chú dũng làm tượng làm những cái gọi là những cái hang động những cái hang động mini một người có thể vô đó ngồi và nằm nằm đó rồi 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 bịch chỉ băng lại chôn luôn <laughs> chết rồi, lúc đó thành thiền quá rồi rắn rồi bò vô nó cắn chết rồi cái như là chôn luôn à, vậy đó đó xem như là tính đang như, hiện nay thì có mười mấy mười bảy mười tám cái Nhà, cái nhà cái, chỗ ngồi thiền bằng ngói làm lịch sử lắm nhìn thấy cũng rất là quan hỷ tôi có bót lên chỗ phật sự phước sơn đó rồi mình tiếp tục làm thêm mười mấy cái hai chục cái những cái động đá mini thôi động đá mini hiện nay bồ tát cổ hạnh thì ngồi trên động đá rồi trong đó có thể ngồi được ba bốn người bốn năm người được ở phía dưới dưới động đá đó rồi bây giờ làm một cái những cái động đá cho những người ngồi một mình cá nhân vì chúng tôi biết là mấy cái, cái trung tâm thiền của anh ca họ cũng làm cho mấy người hành thiền đó, họ cũng làm mấy cái động đá động đá, vậy đó. hay lắm. để mình sống bề mình về với, với tự nhiên, về thiên nhiên. Mà bây gì đi cái khu vực Ajanta ở miền Nam Ấn Độ đó, những cái đá lớn lớn họ đục vô vậy đó. Có khi họ làm sima cho các sư tăng làm lễ, à, rồi có khi họ làm những cái động đá cho các ngài vô đó tu, à, các vị tăng đó, cho, các vị tăng vô đó tu ngồi trong đó đó tu tập mà toàn đá mà đã thiệt không á đã thiệt à, còn mình đây làm đá giả đá giả mà làm một xi măng giả đá nữa thì cái chương trình mà hai cái khu vực để tạo nên một cái cái môi trường tu hành thiền à, tu tập thì nó có hai hai địa, địa điểm đó thì mời quý vị đi tham quan rồi nếu vậy nào có điều kiện thì thì hùng phước để cho cái công trình nó sớm hoàn thành chứ à, chứ nếu không thì nó uổng đi mà ở đây mình tận dụng cái thiên nhiên tận dụng cái môi trường mà cho nên là à, làm bước ở đâu thì làm cũng được nhưng mà làm bước ở đây thì nó có lý hơn chứ đúng không có nhiều người đây cứ, cứ khoe với chúng tôi làm bước chùa này làm bước chùa kia làm bước chỗ này làm bước chỗ kia à, mà sợ sờ trước mặt á, thấy giống như là không thấy đường đó. <laughs> khổ vậy đó à, thành như là bục bục ở, ở, nhà ông thiên sao á à, tức là đi làm phước đâu á trời nó chuyện lớn cái nó chuyện là vĩ là, 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 đại làm to lớn mà. mà mà mình đang tu ở đây à, tăng ni phật tử ở đây mà đi làm phước đâu á thì cũng tốt giống cái gì cũng ủng hộ nhưng mà ở đây đang cần thì mình cũng nên gọi là ở kia 10 thì ở đây cũng một chứ thì nó cũng có, có, cái gì đó nó ăn ủi được phần nào chứ còn nó trời nó nhiều người đồn lắm sư cả này ông giàu vậy lắm thôi đi làm phước mấy chùa khác đi đó đó rồi chương trình còn làm cái lớp học nữa lớp học khoảng 500 người dài 300 người học nữa khoảng khoảng năm trăm mét vuông nữa đó đủ thứ chuyện đó mà sợ làm không kịp rồi mình chết nó uổng cái gì không rồi làm không kịp mình phải làm mới đưa vào sử dụng liền tu liền rồi thỉnh thoảng thầy trò kéo xuống dưới ngồi thiền là lên chỗ khổ hành lâm mà anh thiền những người nào có duyên á còn người nào không có duyên thì thôi thì thôi hôm nay tôi xin chấm dứt ở đây nha cầu chúc quý vị được nhiều sự an lạc